cận nó ra, tại cái nốt nó quá cao ấy, nó dày nó to, thế là mình cận nó ra, mình cận ra xong bắt đầu lại sâm sâm xong lại cạy ra, cứ sâm rồi xong lại đóng vẩy vào xong lại cạy ra, làm đi làm lại như thế 5 lần, bây giờ nó bong hết cả chân luôn, ra hết cả rồi. Giờ chỉ còn thấy cái vết móng của nó thôi. Đã, nhìn thấy nó mờ mờ cái chân của nó. Thế mà không hiểu là làm sao mà lại xảy ra được. Tại vì cái đàn như thầy bảo mình làm nhẹ nhẹ thôi. Thế mình cứ nghĩ mà thế nếu mà làm nhẹ thì sợ nó lâu bong, nó cứ châm cho nó mạnh vào, nên là mạnh vào thì nó cái đóng vẩy. Đóng vẩy thì mình móc ra xong này lại châm nó lại đóng vẩy được chắc lại móc. Thế là hết. Còn những cái nốt nhẹ như thế này, những cái nốt mà như mụn thịt ấy, nó nhẹ nhẹ thôi thì là mình cứ châm thẳng vào nó. Cứ châm thẳng vào nó, châm này, châm đến khi nó cũng đóng vẩy vào, nó khô lại. Nó keo nó khô lại xong nó tự dưng là nó bong lúc nào không biết. Chắc là khoảng 1 tuần, 2 tuần nó tự bong. Cái sâm mất gừng sẽ cái nhỏ hơn. Cái này là cái to, cái này là để châm huyệt. Còn cái sâm mất gừng nó nhỏ nhỏ như cái kia kìa. Đầu tiên thầy đi học thầy nói là sâm mất gừng thì mình cứ tưởng là uống cái sâm là cái gì. Không hiểu một cái gì luôn. Thế đến lúc mà nói là cái sâm mất gừng nó là cái đây như thế này. Đây, cứ sâm như thế này thôi, sâm mà. Sâm phải đúng cái nốt của nó, mà bây giờ cái nốt. Đấy bây giờ chỉ nhìn có mỗi vết mờ của cái chân nó thôi, trên mặt da này. Lần đấy. Trước là nó nổi cộm. Chết nó nổi cao gần bằng cái này. Nó nổi cao gần bằng cái này. Thế cơ. Đúng không? Lúc cái nó đến lúc nó gần cao bằng cái này. Đấy. Sâm 5 lần là mới hết, tại vì mụn nó quá to à. Quá to bây giờ chỉ nó bằng rồi. Bây giờ bằng với mặt da rồi. Bây giờ nó bằng với mặt da này. Và đồng thời những cái dưới mắt này nó rất chi là nhiều những cái mụn mụn như là mụn cơm ấy. Mụn cơm mà nó cứ li ti nó nhỏ bằng cái hạt tấm ấy. Chứ không nó không phải bé, nó không phải to quá mà bằng hạt tấm. Thế là chính bằng cái hạt tấm nó li ti ở đây này thì cứ có châm mà nó cứ cứng cứng ấy. Châm vào đến khi nó đóng vẩy nó khô lại, nó sau đó là nó không khô rồi lấy cái lại cận cận ra thế nào nó bật. Nhưng mà thời gian này thì chắc nó cũng phải lâu lâu một chút. Cứ châm như thế cậy, cứ mỗi tối này soi gương chấm chỉ hoặc là dùng tay cái sờ nó này. Chấm đến khi nào ngủ là rơi ra là thôi. Không là cứ chấm như thế. Đấy, thế mà bây giờ là đợt này thầy thấy mặt của học trò sáng này, mặt chị sáng này. Lúc đấy thầy học là mặt của học trò thầy là chi chít luôn. Vâng, chi chít luôn. Chi chít luôn. Mặt bây giờ sáng hơn, trắng hơn. Mặt là nhẵn. Tại vì quan trọng là